Cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, An Giang đang trải thảm mời gọi các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại tỉnh để chuẩn bị tốt cho hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022, dự kiến tổ chức từ đầu tháng 11 năm 2022. Công tác xúc tiến càng được đẩy mạnh. Dù có nhiều cố gắng, nhưng tác động dịch COVID-19 đã khiến số dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký đầu tư năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020. Do vậy, năm 2022, tỉnh quyết tâm thu hút mạnh mẽ đầu tư để bù đắp cho giai đoạn khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong thu hút đầu tư, các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chia sẻ thấu hiểu và hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp vì lợi ích chung của xã hội. Trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, tỉnh kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không thực hiện đúng quy định tại các quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư đã cấp, gây nhiều khó khăn bức xúc cho người dân. Cùng với mời gọi đầu tư trong nước, An Giang quan tâm thu hút dòng vốn FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài để đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo, phục vụ cho nông nghiệp, tận dụng triệt để những cơ hội và lợi thế do các Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA, mới nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP mang đến. An Giang cũng ưu tiên các dự án có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng tiết kiệm đất, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước. Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Năm 2022, tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 15 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, bao gồm hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, khu đô thị, khu nhà ở, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa xã hội, môi trường, tổng vốn đầu tư đạt trên 20.000 tỷ đồng. Trong đó, mỗi lĩnh vực có ít nhất một dự án quy mô lớn, có tính động lực, tạo sự lan tỏa cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.